Xin chào các bạn, hôm nay Khải sẽ cắt mango. Đây là xoài đây các bạn, một trái xoài rất là to và lớn luôn. Wow, mình sẽ cắt ra để sao mà sơ cùng thưởng thức nha các bạn. Wow, xàm và sơ hầm rất là ngon các bạn. Đây là một trong những loại xoài đặc biệt nhất ở Việt Nam này các bạn, được nhập khẩu từ châu Âu. Để về đến Việt Nam thì đến miệng của xàm và sơ rất là ngon luôn. Ngon. Xàm. Miếng xoài của Sam và Sơ rất là to luôn, ăn rất là ngon luôn. Wow. Đây là một trong những quả xoài siêu to khổng lồ nhất đấy các bạn. Xàm và sơ ăn rất là ngon luôn. À, sơ.
chết. Xong rồi. Wow, Samboy, các bạn ơi, Samboy ăn không còn gì luôn. Chỉ còn vỏ thôi các bạn. Rất là giỏi luôn. Gặm sát vỏ luôn. Samboy, wow, oh my god, Samboy. Oh. Sam. Samboy. Oh my god, Samboy. Samboy. Achoo. Rồi các bạn ơi, các bé thì đã ăn hết rồi. Thì đến đây Khải cũng xin tạm dừng video và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo. Goodbye, see you again. Bye bye các bạn.